Sự vuốt ve ân cần của bố mẹ rất có ý nghĩa đối với sự phát triển tinh thần và thể chất của bé sơ sinh. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc xoa bóp có thể làm tăng thêm sợi dây kết nối giữa bố mẹ và con, giúp trẻ sơ sinh có giấc ngủ ngon hơn, giảm đau bụng, cải thiện kỹ năng vận động, tăng cường phát triển trí tuệ và thậm chí là cải thiện được cả hệ thống miễn dịch của bé. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những động tác xoa bóp chân, bụng, mặt hết sức là đơn giản thôi mà bất kỳ phụ huynh nào cũng có thể thực hiện được tại nhà cho các thiên thần nhỏ của mình. Trẻ em thời kỳ mà tiền bò, tiền lẫy chẳng hạn thì các bạn ấy sẽ cảm thấy là cơ thể luôn luôn là mệt mỏi. Massage thường xuyên sẽ giúp các bạn giải tỏa về cơ. Bắt đầu massage chân, phần háng của con không được bị nhấc lên, con rất là dễ bị sái chân. Chúng ta không vặn chân con quá mạnh và các ngón tay luôn luôn khép và đặt lên nhau, đi từ dưới háng của con đi lên trên. Lòng bàn chân thì có rất là nhiều các huyệt, làm như thế này thì sẽ giúp các bạn giải tỏa huyệt dưới lòng bàn chân. Động tác tiếp theo là chúng ta sẽ bóp lòng bàn chân của con. Bóp như thế này vào thì các cái cơ nó sẽ được thư giãn. Da bụng sẽ giúp các con giải tỏa đầy hơi này, táo bón này. Động tác đầu tiên chúng ta thư giãn các bộ phận tiêu hóa bên trong. Tiếp theo chúng ta đưa chân của con lên vuông góc 45 độ. Bởi vì như thế thì cái ổ bụng của chúng ta nó sẽ được dồn lên bên trên sát với cả cái da bụng của con nhất. Và chúng ta sẽ massage vẫn động tác như vậy nhưng mà bằng một tay. Chân của các bạn thì sẽ rất là ngoài, nhưng chúng ta có thể cầm chắc chân của con. Động tác tiếp theo là để cho phần của các bạn ý đi theo rãnh ruột và đi ra ngoài. Tất cả các động tác massage bụng là chúng ta không bao giờ được đi ngược lại chiều kim đồng hồ cả. Động tác đầu tiên thì chúng ta gọi là động tác mở sách, chúng ta massage phần trán. Và tay chúng ta thành một cái hình quả trán như thế này. Massage trên mặt thì chúng ta luôn luôn lưu ý là sẽ không che mắt của con, bởi vì là khi mà che mắt của con thì con sẽ mất kết nối với cả bố mẹ. Tiếp theo là động tác massage lông mày. Cái này thì giúp cho bạn ý giải tỏa cái việc điều tiết của con mắt ấy. Và đây là động tác liên hoàn, chúng ta sẽ đưa từ mũi xuống xương gò má. Khi mà mình massage ở phần mũi thì sẽ giúp cho bài tiết của dịch nhầy nó sẽ tốt hơn. Thì động tác cuối cùng là chúng ta sẽ massage qua mang tai của con và xuống dưới cằm. Cũng như tất cả các động tác khác thì bố mẹ có thể thấy rằng là động tác massage mặt cũng tác động lên tất cả các phần trên mặt của con.